Cho nên trên này tôi sẽ hữu duyên hỗ trợ giảng giải cho anh chị về các cái vấn đề liên quan đến yếu tố về mặt phong thủy và đặc biệt là phong thủy hướng nhà. Anh chị nào chúng ta có những câu hỏi mà cần tư vấn này, hỗ trợ, giải đáp thì anh chị có thể để lại cái bình luận của mình. Anh Vũ Thọ Đồng, sinh năm 91 mà 72 độ đông, 91 mà ở 72 độ đông. Rồi, chủ nhà sinh năm 1991 mà 72 độ đông. Vượng Tân này, Tấn Điền và Khẩu Thiệt này. Vượng Tân và Tấn Điền là rất là tốt về mặt đất đai và điền sản. Tuy nhiên là đang bị ngôi sao gọi là sao Khẩu Thiệt. Cửa chính mà đang bị sao Khẩu Thiệt chiếu đến ở đây thì rất là hay thua thiệt trong lời ăn điểm. Hay thua thiệt lắm, hay thiệt thòi lắm, hay chịu thiệt về mình lắm. Ở đây phải nên để ý trong cái trường hợp như này nha. Đấy. Trường hợp anh Vũ Thọ ở đây thì nên để ý. Trong nhà này thì tôi nói luôn là ăn nói rất là hay thua thiệt, hay thiệt thòi trong lời ăn tiếng nói lắm. Gần như là xảy ra cái vấn đề gì lúc nào mình cũng là người chịu thua và chịu thiệt. Ở đây thì mình nên để ý trong cái trường hợp như này nha. Chủ nhà sinh năm 1984 là tuổi Giáp Tý này. 1984 mà 31 độ Bắc. 31 độ Bắc. Rồi 31 độ. Thứ nhất là nhà này đang chịu tác động bởi sao Trường Mệnh, Tố Tụng và Quan Lộc. Đấy, Quan Lộc là rất hay có quý nhân trợ giúp. Tố Tụng là gì ạ? Rất là dễ phát sinh các vấn đề liên quan đến kiện cáo và tranh chấp. Ngoài ra thì bị cái sao Trường Mệnh. Bị cái sao Trường Mệnh ở đây thì người trong nhà rất là dễ phát sinh các vấn đề mà liên quan đến gì? Ốm đau và bệnh tật. Ở đây thì mình nên phải lưu ý nha. Đấy, nên phải lưu ý trong trường hợp như này, được chưa? Trong trường hợp này thì nên treo sơn hải chấn để hóa giải. Chị Trang Huyền có thể nhắn qua fanpage thì các bạn sẽ hỗ trợ tư vấn cho chị cách khắc chế hóa giải trong cái trường hợp như này nhá. Nữ chủ nhà sinh năm 1961 là 60 độ đông bắc đúng không? Nếu mà là nữ chủ nhà với điều kiện là không ở cùng với chồng nhá. Nữ chủ nhà sinh năm 1961. Nữ chủ nhà sinh năm 61 là 60 độ đông bắc. 60 độ đông bắc. Nhà này nếu như mà nữ chủ nhà đây là rất là xấu, bị sao thiếu vong, xương dâm ở Vinh Phú. Vinh Phú thì trong những năm đầu là ăn là có kinh tế rồi, nhưng mà đang bị sao gì ạ? Thiếu vong và xương dâm. Cái sao thiếu vong này ở đây rất là dễ phát sinh vấn đề liên quan đến chơi đỏ đen. Đấy. Xương dâm ấy là rất là dễ mối quan hệ bên ngoài. Đấy. Ở đây thì gần như là tôi nhìn thấy hai cái sao rất là xấu, tức là người trong nhà dễ phát sinh. Đấy. Người trong nhà rất là dễ phát sinh, phải nên để ý trong trường hợp này nha. Rồi,